Chào mọi người nha. Người nhà mọi người làm bài tập có thắc mắc gì không mọi người? Ok, làm bài 6. Bài 6 thì mình thấy có mọi người có vẫn các bạn làm được mà. Bài giá đỡ thì mọi người tự làm, còn mình sẽ làm bài cá chàng nha. Đúng không? Rồi ok. Bài này thì mình cũng sử dụng là mirror mình vẽ bên rồi. Nói chung là cái nào mà mình mirror được á thì mình sẽ mirror, còn cái nào mình vẽ luôn một lần. Ví dụ như là cái đường tròn này hoặc là đường tròn này mình vẽ luôn một lần được thì mình để lại luôn ha, mình không có cần phải cắt ra một nửa rồi mình mirror làm gì hết nha. Đây nó này, đây cũng là slot này thì mình cũng làm tương tự như vậy nha. Đó, chủ yếu là cái nào mà mình mirror được á thì mình sẽ tiến hành mình mirror nha mọi người, chứ không bắt buộc là mọi người cứ cắt xuống này vẽ hết một nửa xong rồi mọi người mirror qua nha, không phải nha. Rồi đây mình sẽ cho cái bức tọa độ nằm này. Đó, công tọa độ nằm đây nha. Mình vẽ luôn. Vẽ đường tròn này đi, quy 45. Rồi đường tròn này quy 70. Rồi tiếp theo, vẽ ra slot này đi. Cái nào vẽ trước được thì vẽ. Slot này tâm lên em đây nha, tâm góc lên luôn nè. Đó, này cái xuống này nhưng qua đây rồi này này ha. Đó, rồi bây giờ mình mới ghi kích thước, mình mới ra một mình ghi kích thước luôn cho đại slot này nó đen lại luôn ha, này nó xuống đây. Đó, rồi cho hai cái điểm này này ngang hàng với nhau, là nó ngang rồi, góc này là 45 độ này. Hôm nay thì mình cho cái điểm điểm tâm slot này giao với cái đường này, đường xe lai này. Cái này ha. Rồi bán kính đường tâm ha là 80 này, rồi 80 này, 80 nha. Đấy, rồi tiếp tục cái đoạn này bao nhiêu đây, R12 đúng hai nha. Đó, rồi chỗ này cũng là một cái rãnh slot nữa nè, cứ vẽ cái nào rãnh slot thì mình vẽ ra ha. Rãnh này cũng là rãnh slot này, cũng có hai tâm này luôn. Bán kính là xem thử ra đây, đồng tâm nhưng mà bán kính có rãnh slot này, bán kính cung này này là R25 này. Đó, thì mình cũng vẽ luôn. Rồi mình sẽ cho bán kính nữa 25 như này ha. Rồi ràng, nhớ là chỗ này nó còn xanh này thì ràng buộc cho cái điểm tâm á giao với cái điểm này ha, ràng buộc cho nó giao lại. Đấy, cho nó đen lại nha. Rồi tiếp tục chỗ này tiếp tuyến này, vị trí tiếp tuyến này R10 này thì mình vẽ cái cung tròn đây, vẽ cung tròn R10 nha, vẽ cung tròn R10 vào đây. Đó, rồi cho nó tiếp tuyến. À, chỗ này cũng vậy luôn, cho tiếp tuyến luôn đây ha. Rồi mình trim bỏ phần này đi, trim bỏ cái phần mà nó ở ngoài á, còn thừa á, để mình ghi kích thước R10 thôi. Điểm này phải nằm trên đường này này. Đó, từ ha.
Đấy, kéo điểm này về rồi nha. Đây nha mọi người, lúc nãy cũng là R10 nhưng mà nó chưa có đen. Đây này mọi người thấy này, ngay điểm đầu cung là hai đầu cung nó sẽ nằm ngay tại vị trí này này. Đó, sau này lúc nãy mình vẽ chỗ này này, nó chưa có đen á, mình kéo về đây. Đó, để cho nó giao này, giao tại vị trí này. Còn những cái kích thước nào mà màu xám này này là mình thừa rồi đó. Cái nào màu xám thì mình thừa, mình có thể mình xóa đi nha, xóa đây cũng được. Đây. Đấy, mình vẽ mà cái nào màu xám là mình nó thừa rồi nha, xóa. Rồi tiếp tục xuống đây, dưới này thì mình cũng có một cái đường tròn chỗ này đi, vẽ đường tròn rồi mình trim sao ha. Đây, bán kính là R15 thì để đây mình vẽ phía bên này lên trước ha. Đó, rồi chỗ này á là mọi người kéo lên thẳng giao với cùng mình luôn này, tại vì đây này chỗ cái đường này, này kéo lên giao với đây, xong một tí nữa mình fillet chỗ này riêng cho fillet riêng. Rồi mình xem thử ha. Đây, dưới này có một cung nữa này. Mọi người để ý cung này nha. Tâm là tâm chỗ này. Đó, R85. Thì mình vẽ xuống để mình cho cái cung này nè. Tiếp tiếu cái cung này. Cho cái chỗ này nó đen lại rồi mình ghi kích thước cho nó nãy nè. Đây nha. Chọn là cung này. Tâm này. Rồi đây kéo qua đây. Rồi, đây kéo qua nha. Rồi cái kích thước là 85. 85. Đó, rồi bây giờ mình mới ràng buộc là chỗ này với chỗ này tiếp tiếp với nhau. Đó, cho nó kéo xuống ha. Rồi, ở đây mọi người có thể là trim bỏ phần này đi. Trim bỏ phần này ha. Đó, rồi bây giờ mình mới ghi kích thước. Là R15 này. R15 ha. 15. Đó. Đây, nếu mà mọi người muốn trim phía bên này luôn á thì mọi người kéo cái đường này xuống này. Chỗ này vẽ thêm một cái đường xe line nào kéo xuống này để mình trim bỏ phòng bên kia luôn. Cho nó dễ ha, trim bỏ luôn. Đây, trim bỏ phía bên này luôn. Phía bên này mình cũng trim luôn ha. Đó. Như vậy đó. Rồi tiếp tục. Còn cái phần này nữa nè, phần này coi thử ha. Cái này rồi chỗ này nha, vẽ cung này trước này, cung này là tiếp tiếu với cái này, tiếp tiếu với cạnh này. Đó, vẽ cung này trước đã. R R18 nha. R18 thì mình sẽ vẽ một cái đường tròn rồi mình trim, cứ vẽ từ từ thôi. Đây, từ từ thôi ha. Rồi cho nó tiếp tiếp. Đó, tiếp tiếp trước ha. Rồi kéo điểm này cho nó vừa tiếp tiếp mà nó vừa giao lại nha. Đó, bắt tiếp tiếp và giao nữa. Rồi trên này là có một cung R22 này. Đây nha, cung R22. Hoặc là mình ràng buộc cái tâm này này. Tâm của cung R18 trước ngang với so với cái cạnh này này là 25 này, thì mình sẽ ghi kích thước luôn này, đúng không? Tâm này cái vào đây là 25 này. Đó. Rồi ở đây R18 thì phi mình ghi là 18 nhân 2 là nó sẽ tự tính cho mình nha, nhân 2 này. Đó. R16 này nó tự tính cho mình luôn. Rồi tiếp tục đến cái cung này. Cung này thì tâm nằm trên cạnh này đây nha, tâm nằm trên cạnh này này là cung phía bên này. Còn bây giờ mình vẽ cung phía bên này là tâm nó nằm bên cạnh này thì mình cũng vẽ thêm vào cho này, mình tiến hành mình vẽ thêm vào ha, một đường centerline. Nhớ là những cái đường nào mà mình làm cái đường phụ á, là mình sẽ vẽ bằng đường centerline nha, mọi người đừng vẽ bằng đường line đó. Rồi bây giờ vẽ cung này, cung ha. R110 đây. Rồi tâm đây, chọn trên đường này đi. Mọi người đừng có bắt trung điểm nha. Đây,
đừng có bắt trung điểm, chưa mình chưa có biết chắc là nó có phải là trung điểm hay không, nên là mọi người đừng bắt trung điểm nha, bắt cái vị trí nào gần gần đó được rồi. Rồi đây, sau đó cái cung này với cái cung này này tiếp tuyến với nhau nha. À, đã bắt tiếp tuyến ngoài rồi. Rồi mọi người đợi mình xíu ha, mình chỉnh lại chứ. Rồi bây giờ mình ghi kích thước trước cho cung này đi. Trăm mười. Đó. Bây giờ mình mới tiếp tuyến, mình mới ràng buộc tiếp tuyến. Đấy, tiếp tuyến trước ha. Sau đó mình kéo cái điểm này về này. Cho khi nào nó xuất hiện cái dao á, thấy không? Cái ràng buộc dao á, mình thả chuột ra để cho nó dao vừa tiếp tuyến này. Rồi mình kéo về đây. Mình kéo xuống đây. Sau đó mình vẽ thêm một cái đường tròn nữa. Đường tròn nữa để mình trim nè. À, đây này. Cái R đây, R là R10 này, ngồi thao đây này đó, mình vẽ thêm một đường tròn nữa rồi ràng buộc cho nó hai đường tròn này tiếp tiếp với nhau, rồi hai cái này tiếp tiếp với nhau nha, tiếp tiếp nha đó. Rồi bây giờ mình mới trim bỏ phần thừa này, trim bỏ đây phần này, trim bỏ phần này và trim bỏ phần này, đây nữa đó. Rồi kích thước R10. Rồi được chưa, đã xong một nửa rồi đó. Bây giờ mình mirror qua, mirror qua ha. Mọi người chọn mirror này, đối với cái này thì mình sẽ chọn từng đối tượng thôi, cái nào mình mirror thì mình sẽ chọn này, này, đây, đây, rồi zoom lên nha, đây và đây chưa đó. Rồi mirror bao thì chọn được slide này, ok đây nha. Nếu mà nó rắc rối quá thì mình sẽ bỏ đi cái phần relation để cho mọi người dễ nhìn này. Rồi chỗ này còn thiếu nữa này, cái này mình trim rồi mình mới fillet ha, cái này mình trim bỏ đi, đây này, cái này này trim bỏ đây rồi fillet. À cái chỗ này không trim được tại vì cái đã slot này này nó đã xác định được rồi mà mình trim bỏ thì nó không cho phép ha, nên là mình sẽ không có trim mà mình vẽ cung luôn, vẽ cung bằng cách vẽ đường tròn á, nãy giờ mình làm á. Đây, rồi mình rồi mình R8 ha, đây này, rồi. À không, chỗ này chứ, mình bị nhầm ha, R22. Rồi có thử mình mirror qua phía bên kia thử ha. Đây rồi bây giờ mình sẽ tìm thử nó có mắc hay không. Rồi nếu mà tim nó bị xanh như thế này thì mình sẽ sửa lại ha, mình tìm cách mình sửa lại này, chỗ này nữa này mình cũng tim bỏ luôn ha. Đây những cái vị trí này này nó không có bắt tiếp tuyến này thì mọi người ràng buộc cho mình tiếp tuyến thử ha. Này mình zoom lên mình làm bộ tiếp tiếp này, kéo nó về đó, chọn những cái điểm mà giao này, những điểm mà giao lại này, khi mà nó là cái slot á thì nó bắt tiếp tiếng, nhưng mà khi mà mình đã trim bỏ rồi nó không phải là slot nữa thì nó sẽ không bắt tiếp tiếng nha mọi người, là mình sẽ dò những cái này, mọi người chỉ cần chọn điểm và chọn tiếp tiếng thôi để cho nó ràng buộc với nhau là được. À hai chỗ này nữa, còn cái điểm này nữa này nó bị dịch chuyển này
Đó, thì mọi người kéo để cho nó giao lại ha, hai điểm này giao lại với nhau thì cái hình nó đen lại này, cho hai chỗ này là chủ yếu là cái phần trim cái rãnh slot đây nè. Khi mà mình trim rãnh slot nó không còn nguyên vẹn nữa thì nó sẽ không có xác định được cho mình, tại vì đây nè, khi mà mình vẽ slot á, lẽ ra những chỗ này là những vị trí tiếp tuyến, thấy chưa, mọi người thấy không, những vị trí tiếp tuyến, nhưng mà khi mà mình trim bỏ phần này luôn thì đây không còn là cái rãnh slot nữa, nên là mình phải ràng buộc cho nó tiếp tuyến thì nó mới đen lại được. Mọi người hiểu chỗ này không? Được mọi người, bên nhà làm lại thử nha. Rồi, ok. Bài này cũng tương tự, bài này hình như là dễ hơn bài này nè. Bài này nó có chỗ này hơi 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 rắc rối tí rồi. Mọi người ok hết chưa? Mình sẽ vào cái phần bài mới nha. Thấy xanh mà không biết chỉnh đúng không? Mình vẽ lâu rồi mình mới biết nó ràng buộc như thế nào. Nó bị thiếu cái gì đó rồi mình chỉnh. Bên nhà nào hết bài tập là nó quen à. Rồi, mọi người còn có hỏi gì nữa không? Mình thấy là anh Thạnh với anh Khanh là làm bài tập siêng lắm, làm hết luôn, có bài nào làm hết bài đó luôn. Mạnh cũng thế ha. À, Huy là mình không kiểm tra bài được, để anh Thảo kiểm tra, nhưng mà anh Thảo báo lại là cũng ok. Rồi, vậy là mình vào bài mới nha. Mọi người tải cái file kia về chưa, giải nén ra chưa, rồi mới cài lại Solid 18 thì từ đây làm bài tập thì mình có thể kiểm tra được. Rồi, mọi người phải đảm bảo là trong này nè, ở trong cái thư mục mà lúc nãy mình gửi đến cho mọi người á, nó sẽ có một cái file, đó là file etude demo này, etude demo này, thì mọi người mở lên cho mình thử ha, mở lên, nếu mà ai không mở được thì báo cho mình tí nha, mở ra cho mình đó, file này nha, ai mở không được thì báo mình nha, tí nữa mình sẽ lấy cái file này và mình hướng dẫn cho mọi người á, nên là phải đảm bảo là mọi người mở lên hết được để mọi người làm theo. Còn các bạn khác thì sao, mở được chưa? Rồi Mạnh với Huy sao, chưa mở được hay là không mở được? Rồi còn còn Mạnh nha, không mở được hả? Mạnh xài Solid bao nhiêu vậy Mạnh? Thì mở lên cái file này là được rồi, em vào Solid rồi em mở lên. Rồi rồi rồi, ok ok hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào bài mới nè, thì hôm nay mình sẽ học qua cái phần 3D nha, coi như là cái phần 2D 3 buổi mình đã khép lại rồi đó. Đấy, bây giờ mình sẽ qua cái phần 3D. Thì muốn học được cái phần 3D thì trước tiên mình muốn đụng một khối gì đó ha. Trước tiên mình phải có một cái sketch 2D trước. Đó, từ sketch 2D đó thì mình mới đụng lên 3D, chứ không không mình không có làm được cái khối 3D như thế này ha. Đó. Thì đây này, anh sẽ mở một cái ví dụ cho mọi người thấy ha. Bài tập của lớp mình đi chẳng hạn. Đây, một file như thế này đây ha. Open lên này. Đó, đây là một cái sketch 2D mà hôm trước mình đã cho mọi người làm bài tập rồi á. Ha. Rồi. Khi mà mọi người vẽ xong á thì mọi người sẽ ở trong cái này ha, ở trong môi trường này này. Mọi người đang vẽ tiếp này, đang sửa chữa này. Đó, nếu như mọi người đã ok cái sketch này rồi, đã đồng ý rồi á, không có thay đổi gì nữa hết thì mọi người bấm ok này cho mình lúc này. Đó. Thì nó sẽ cho phép mình vẽ một cái sketch khác. Rồi. Đó, còn nếu như mình muốn chỉnh sửa gì đó thì mình tiếp tục mình chỉnh sửa, xong rồi mình bấm ok. Đây. Rồi. Hoặc là có thể là trong cái quá trình vẽ có nhiều bạn sẽ là vô tình bị tích chuột hai lần ở ngoài màn hình trống này này, thì cái sketch này nó còn bị thoát ra luôn, giống như là mình bấm ok vậy đó, nó thoát ra kiểu như là mình đã đồng ý rồi nên là mình nhé chuột hai lần thì nó cũng thoát ra như thế này ha. Thì cái cách mà mọi người mở lên lại để mà mọi người chỉnh sửa, tại vì mình vẽ chưa xong mà mình muốn chỉnh sửa nữa, thì mọi người sẽ vào đây nha, vào sketch này này, tích vào mà chọn là edit sketch nha, edit sketch, thì cái nút edit sketch này này, nút edit sketch đó, nó sẽ đây, nó sẽ có cái dấu bút chì này để mọi người phân biệt được so với cái nút sketch ha. Đó, cái nào mà có dấu bút chì là nó sẽ là edit nha mọi người.
Đó, tí nữa mình sẽ học 3D, mình qua feature thì nó còn có edit feature nha. Đây mình muốn sửa gì đó thì mình tích vào đây và mình chọn là edit sketch này, rồi mình sửa lại cái góc này bằng 30 độ hoặc là cạnh này bằng 200 300 gì đó thì mình sửa lại nha. Đấy, thì ở đây sau khi mình đã vẽ một cái sketch như thế này rồi hoàn thành và cái sketch của mình nó đã đen lại rồi, và bây giờ mình muốn đùn khối nó lên, đùn cái khối nó lên ha, từ cái sketch 2D này mình đùn lên 3D. Thì mình sẽ, thứ nhất có hai cách, cho mọi người làm ha. Thứ nhất là mọi người sẽ để cái sketch này luôn, để như thế này ha, mình không vào ok, để như thế này mình qua feature mình chọn là insert, board bay đó. Thì đây mọi người thấy không, có một cái khối màu vàng vàng này, tại vì cái số này nó hơi nhỏ này, số này nó hơi nhỏ thì ở đây nó có dấu mũi tên, mọi người có thể tích chuột vào, mọi người kéo ra đó. Thì đây mọi người thấy cái khối màu vàng vàng nó được sinh ra không, đây mọi người thấy chưa. Mình muốn dài bao nhiêu thì mình kéo ra bao nhiêu cái này ha. Đây là mình kéo bằng tay thôi, kéo nó hướng dẫn cho mọi người thôi, còn muốn chính xác thì tí nữa mình sẽ nói ha, tí nữa mình sẽ nói đây cho này, nó có thêm một cái dấu mũi tên hướng ngược lại này thì mình cũng có thể mình kéo ra được đấy. Thì mọi người thấy một cái khối mà màu vàng nó được sinh ra này, cái sketch của mình nó nằm ở giữa này. Đây cái hướng đầu tiên mình kéo là một hướng ha, hướng thứ hai là hướng ngược lại đó. Cái sketch này nằm ở giữa, thấy chưa, đó là cách thứ nhất ha. Với cái cách này, thì mình thường hay nói vui á, đó là insert bằng sketch sống, là mình chưa có ok luôn, mình vẽ như này mình ghi kích thước xong rồi mình insert nó luôn, đấy là insert sketch sống ha. Còn có nhiều bạn là bạn ok như thế này đó, rồi bạn mới qua feature bạn chọn insert board, ha. Thì ở đây nó sẽ hỏi hai câu mình nè. Thứ nhất là nếu mà mình chưa có vẽ sketch đó, thì mình sẽ chọn một cái mặt và mình vẽ sketch lên đó. Và thứ hai là nếu mà mình đã có sketch rồi á thì mình sẽ chọn vào sketch đó thì nó mới cho phép mình đã đùn khối lên nha. Đây mình chọn vào này đó, thì nó bây giờ nó mới bắt, mọi người thấy chưa đó. Còn lúc nãy là nó không bắt, mình phải chọn sketch thì nó mới bắt ha. Đấy, thì cái cách thứ hai này có thể là mọi người vào insert rồi mọi người chọn sketch, hoặc là mọi người chọn sketch trước này cho nó sáng xanh lên, mọi người thấy không, nó sáng xanh lên rồi mọi người qua insert box đây này đó. Đây thấy không, kéo ra thì nó có hai cách như thế ha. Nhưng mà thông thường là mình thường hay sử dụng là mình để cái sóng luôn, mình đi chết nó luôn này. Đây mình để như này mình đi chết luôn, khỏi khỏi qua cái bước là bấm ok rồi qua đây thì mình phải chọn cái sketch này rồi mình mới chọn đi chết bot nữa thì nó lâu hơn ha. Đấy thì mình chia sẻ như thế thì mọi người ai mà thấy cái nào tiện thì mọi người làm nha. Đây mình sẽ kéo ra này, đây mọi người thấy không, kéo ra như thế này rồi mình bấm ok. Ok đây là đây là một cái khối của mình nó được sinh ra này, mọi người thấy không, đây đây một khối ha. Rồi rồi ở đây á thì ngoài ba cái mặt run top right đó, ba mặt của cái môi trường này này, ba mặt của môi trường này để mình vẽ ra cho này á, ở 2D thì mình vẽ cho ba mặt này đúng không, thì qua đến cái phần 3D ngoài ba mặt này ra thì nó sẽ có nhiều cái mặt phẳng khác ha, nhiều mặt phẳng khác. Và ở đây á có thể là mình sẽ sử dụng mặt này để mình vẽ lên gì lên đó, mình đùn khối lên đó. Thì do mình thiết kế mà mình vẽ, mà mình muốn vẽ chỗ nào thì mình vẽ ha. Đây những cái mặt nào mà nó là mặt phẳng thì mình có thể là mình chọn mình sketch lên được ha. Đấy thì ở đây nó có một cái dấu hiệu nhận biết cho mọi người nè. Đây, ở cái môi trường 2D là mình chọn mặt phẳng rồi không, mình chọn là sketch đây, mình thấy cái nút sketch này không, đây nha, chọn mặt phẳng này thì nó sẽ lên sketch đúng không. Thì bên này 3D cũng vậy luôn, mình chọn mặt phẳng này, mình tiếp tục mình chọn mặt phẳng ha, thì mọi người sẽ để ý nút chỗ này này, vị trí này nha, đây nè mình thấy chưa, vị trí này này sketch này, những cái mặt nào mà nó có chữ sketch này khi mình tích vào á, tích chuột vào á, thì nó có chữ sketch này này, là những cái mặt nó cho phép mình là vẽ lên đó, và những mặt này là những mặt phẳng, mọi người hiểu không, mặt phẳng đây, mặt này cũng vậy này, tích vào nó hiện là sketch này, tích vào nó hiện là sketch. Nhớ là cái nút này là nút sketch nha. Thì nó đây là những mặt phẳng này và mình có thể mình vẽ trên đó rồi mình đùn khối lên. Còn đây mặt này nó không có nút sketch chỗ này, thì đây không phải là mặt phẳng, đây là mặt trụ hoặc là mặt cong đó ha. Nói chung là nó không phải mặt phẳng thì nó sẽ không có cái nút sketch cho mình vẽ rồi đó. Rồi ở đây á, sau khi mọi người đùn khối như thế này, đùn khối như thế này ha, rồi bây giờ mình cảm thấy là
khó là nó chưa có đủ dài, nó còn ngắn quá. Đấy, thì mình làm sao? Có hai cách cho mọi người để mà sửa lại ha. Cách thứ nhất á, là mọi người sẽ kêu vào cái chatbot này này, chatbot này nha, mọi người tích chuột vào và chọn là edit feature. Thì mỗi cái lệnh này, mỗi cái lệnh mà mình thực hiện trong cái design tree này, cái thiết kế này, nó là một cái feature ha, một cái feature, à, feature này. Đấy, thì cái chatbot này cũng là một cái feature. Thì mình muốn chỉnh sửa cái chatbot này thì mình sẽ tích vào đây. Mình muốn chỉnh sửa cái 3D á ha, 3D là mình sẽ tích vào cái feature này và mình chọn là edit feature. Xong rồi mình muốn kéo dài ra nữa thì mình kéo thêm này cho dài ra, ok đó. Cách thứ hai, không phải chọn trên này mà mọi người chọn trực tiếp vào trên cái khối này luôn ha, chọn trực tiếp vào khối này rồi tích chuẩn này, à, chọn là edit feature chỗ này, mọi người thấy không? Đây nha, đây edit feature, mọi người thấy có cái dấu bút chì là edit ha, cái dấu bút chì là edit đây này, edit này, edit feature này, này edit sketch này. À, mọi người thấy chưa? Rồi, đây, edit feature. Rồi, bây giờ đã vào cái khối rồi mà mình muốn sửa cái sketch thì sao? Muốn sửa sketch này thì sao? Thì mình cũng tích vào khối này và mình chọn là edit sketch. Đấy, thì nó sẽ cho phép mình sửa cạnh này lên 300 đi. 300. Đó, nó lên 300 ha. Góc này bao nhiêu đó thì mình nhập vào. Rồi, sau khi mình chỉnh sửa xong rồi mình ok thì nó sẽ tự cập nhật cho mình. À, mọi người thấy không? Cập nhật bây giờ nó xéo hơn này, mọi người thấy không? Đó. Cách thứ hai là mọi người sẽ tích vào đây cùng cái edit sketch này ha, edit sketch này. Rồi có thể là mọi người sổ cái mũi tên này xuống ở chỗ này này, chỗ cái feature chatbot này này. Mọi người sổ cái mũi tên này xuống thì mọi người sẽ thấy là cái sketch mà dùng để insert lên cái khối này này. Đó, dùng để insert lên cái khối này là sketch này. Cái sketch nào mà cơ sở thì nó sẽ nằm phía bên trong cái phần phần feature này này. À, ví dụ như mình lấy cái sketch này mình đùng khối lên được cái khối này thì cái sketch mình nó sẽ nằm phía dưới, khi mà mình sổ mũi tên xuống thì mình mới thấy ha, sổ mũi tên xuống thì mình mới thấy. Rồi edit sketch thì mình muốn thay đổi gì đó, edit vào đây 200 nhập vào enter. Rồi này nha mọi người, ok nè, đó đây là mình nói sơ lược ha, sơ lược về cái lệnh này. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào kỹ hơn cho mọi người ha, đi vào kỹ hơn. Mọi người sẽ mở lại cái file lúc nãy cho mình, mở lại cái file insert demo ha, đây ở này mở lên nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình chọn một cái mặt phẳng nào đó mình vẽ lên nha. Đây, những cái nào mà nó có, mình nhắc lại nha, những cái nào mà nó có cái nút sketch này, khi mà mình chọn vào mặt phẳng á, nó có nút sketch này, đó chính là mặt phẳng. Rồi đây mặt phẳng này, còn đây mặt trộn, mặt cong này không được, nó không có, nó chỉ có edit sketch thôi, thấy chưa? Đấy, nên là mọi người chú ý cho mình nha. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái mặt màu xanh lá này cho mình vẽ, chọn sketch này. Rồi bây giờ mọi người muốn đưa về hướng nhìn vuông góc đây là 3D á, để mà xoay á nha, để mà xoay cái khối này này thì mọi người nhấn giữ chuột giữa và xoay nha. À, muốn xoay đi đâu đó thì mình sẽ nhấn giữ chuột giữa và mình xoay cho đó, mọi người chú ý ha. Đây nè, mình đang chọn cái mặt này, mình bấm sketch lên đó. Rồi bây giờ mọi người sẽ đưa về cái hướng nhìn vuông góc để mình vẽ nha. Vẽ cái gì cũng vậy, đưa về cái hướng nhìn vuông góc, chứ mọi người đừng có để mà vẽ xéo xéo như thế này, mình nhìn thấy nó không có chính xác ha. Nhiều khi mình giống thẳng hàng đồ này nọ, nó không có cái chính xác lắm. Nên là mình sẽ đưa về hướng nhìn vuông góc bằng cách là bấm tổ hợp phím căn tròn 8 trên bàn phím. Căn tròn 8 nha. Căn tròn 8 chứ không phải là căn tròn cộng 8 nha. À, căn tròn F8 nha, không phải. Căn tròn và số 8 đây nha, mình đưa về hướng nhìn vuông góc này, thấy không? Sau đó mình vẽ một cái đường tròn, chọn circle vẽ đường tròn này đây. Thì đến đây á, mọi người sẽ có cảm giác như là cái đường tròn của mình này đang vẽ là trên cái mặt mặt phía trên cùng này, mọi người thấy không? Đó, đang vẽ trên này, nhưng mà phải nha, mình chọn mặt nào thì nó sẽ vẽ trên mặt đó. Đây nè, mình xoay nó lại, nhấn giữ chỗ giữa và xoay lại này thì mọi người sẽ thấy nè, nó đang nằm trên khối màu xanh chứ không phải là khối màu xám này, màu nâu này. Rồi. Đấy. Rồi, bây giờ mình để sketch này luôn, để sketch sống luôn. Mọi người sẽ qua feature cho mình. Qua feature ha. À, rồi chọn cái lệnh insert boss pay này. Lệnh này rất là quan trọng nha. Hôm nay mình chỉ học cái lệnh này thôi. Rồi. Đó,
chatbot này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn kỹ từng cái option trong cái lệnh này tất cả ha. Đó. Ở đây á, đầu tiên mọi người sẽ để tên from. From này là gì? Tiếng Anh dịch ra từ đúng không? Thì cái này á cũng giống như là mình đùng từ đâu vậy đó, đùng từ đâu ha. Đấy. Thì mọi người sẽ chọn các option như thế này nè, mọi người sổ mũi tên này xuống thì nó sẽ có bốn cái cho mình, bốn cái cho mình chọn ha. Thứ nhất là state blend. State blend nha. State blend này là cái gì? State là cái mình vẽ, còn blend là cái mặt phẳng mặt ha. Thì state blend là cái mặt mà mình đang vẽ cái sketch đó, rồi mặt mà mình đang vẽ lên. Thì đối với cái sketch mình vẽ là cái mặt màu xanh phía trên này đúng không? Đấy là khi mà mình chọn sketch blend đó là nó sẽ đùng từ cái mặt này này, đùng từ cái mặt xanh này, nó đùng đi lên hoặc là đi xuống gì đó, nó đùng đi đâu đó không biết ha, nhưng mà nó phải là đùng từ cái mặt này, rồi đùng từ mặt này nha. Đấy là sketch blend. Tiếp theo sketch blend là gì? Tiếp theo sketch blend nó là surface face hoặc là blend này ha. Này ba cái nó xếp vào chung một một option. Thì ở đây á, khi mà mình chọn chế độ này, khi mình chọn chế độ này nha, thì nó sẽ sinh ra một cái ô nữa cho mình chọn, cái surface hoặc là face hoặc là blend gì đó ha. Này thì mình sẽ chọn cái mặt màu nâu phía trên này thử ha. Đấy thì mọi người thấy chuyện gì xảy ra, có phải là cái khối của màu vàng của mình bây giờ nó không có đùng từ cái mặt này nữa, không có đùng từ cái mặt này nữa mà nó đùng từ cái mặt mình chọn không? Đây mọi người thấy chưa, đó, đây là surface face và blend nha. Đấy. Cái này á thì dành cho những cái trường hợp mà các bạn chọn sai mặt phẳng này. Ví dụ các bạn muốn đùng từ mặt này nhưng mà vô tình các bạn chọn mặt phẳng này, các bạn vẽ sketch lên đây thì các bạn sửa lại bằng cách là một mà chọn mặt blend này nè, mình chọn cái mặt trên này để nó đùng từ cái mặt này ha, đùng từ mặt này đây, mọi người kéo mũi tên này lên này đó, thì mọi người sẽ thấy cái khối này rồi cho mọi người đó này ha. Nhớ là surface face và blend thì mình sẽ chọn cái surface đó, mình muốn đùng từ đâu thì mình sẽ chọn ha. Đây mình sẽ delete này, delete này, bây giờ mình muốn đùng từ cái mặt phía trên này đó, thì mọi người thấy không, nó đang đùng từ cái mặt này đi lên này, mặc dù cái sketch mình vẽ là nằm trên cái mặt này nha, mọi người thấy không, đây cái mặt này, nhưng mà mình có thể đùng từ mặt nào đó cũng được ha. Rồi rồi tiếp tục vertex. Vertex này là gì? Sau khi mình chọn vertex thì ở này nó cũng có một cái ô cho mình chọn luôn. Vertex này là cái cao độ của một điểm nào đó ha, của một điểm nào đó, ví dụ như là điểm này chẳng hạn, điểm này chẳng hạn ha. Mình muốn đùng từ cái cao độ điểm này đi lên hoặc là đi xuống gì đó thì mình sẽ chọn là cái chế độ vertex này. Đây mình sẽ tích vào cái điểm này đó, thì mọi người thấy không, mọi người thấy cái chân vàng vàng này không, nó nằm ngay vị trí cái cao độ của cái điểm này này. Từ dưới này nó tính lên cao độ bao nhiêu đó thì ra đùng từ đây, bắt đầu từ đây đùng lên để cho mọi người vertex là như thế ha. Thì cái này là mình thấy rõ luôn này, tại vì nó không có mặt phẳng nào nó đi qua cái điểm này mà nó nằm ngang hết, nên là mình sẽ chọn cái chế độ là vertex để mình chọn cao độ này. Được chưa? À, chọn cao độ này. Vertex là như vậy ha, vertex là cao độ của một điểm nào đó. Có thể là mình cho điểm này. Đấy, điểm này thì chắc ăn hơn này, tại vì không có mặt phẳng nào mà đi qua cái điểm này hết. Hiệu quả là không có. Nên là mình muốn đùng nó từ cái điểm này đi lên hoặc là đi xuống gì đó thì mình sẽ chọn là chế độ là vertex nha. Vertex. Rồi tiếp theo của vertex là gì? Tiếp theo vertex là offset. Offset này là sao? Offset. Sau khi mình chọn offset thì nó sẽ hiện ra một cái ô này để mình nhập cái giá trị offset. Offset ở đây giống như là ở trong 2D thôi. Nó cách cái mặt đó bao nhiêu đó. Hiện tại là không này, mình sẽ cho nó lên là 20. Đó, 20 thấy không? Mình thấy 20 không? Thì kiểu như là cái khối mình đùng lên á thì nó sẽ bắt đầu từ một cái mặt phẳng mà cách cái mặt mà mình vẽ sketch đó là 20. Đó là offset ha. Offset lên 20 rồi nó mới đùng. Rồi. Thì trong cái này này, offset này nó sẽ có hai trường hợp cho mình. Hai trường hợp. Thứ nhất là nó sẽ offset lên phía trên như này này, giống như này. Rồi, offset lên phía trên. Thứ hai nó sẽ offset xuống phía dưới. Lúc nào nó không có hai vị trí hết nha. À, offset đó, hai vị trí này.
Rồi, xuống phía dưới này, còn lúc nãy là lên phía trên, đây mọi người thấy chưa? Đó, hai cái này nó khác nhau nha, tùy vào trường hợp mà mọi người sử dụng cho nó chính xác, chưa? Đấy là offset. Rồi, đó là bốn cái option của thẻ from này. Đó, trong cái lệnh insert box thì thẻ from nó có bốn option như thế này. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn bốn cái rồi ha. From là các bạn nhớ này, from là từ á, từ đâu ha? Từ đầu thì nó sẽ có bốn option. Thứ nhất là sketch plane, là từ cái mặt phẳng mình vẽ sketch đó. Thứ hai là surface face plane, thì mình sẽ chọn cái mặt phẳng nào đó để cho nó đúng ha, đúng từ đó, đúng từ mặt phẳng đó. Rồi thứ ba là vertex, vertex là điểm cao độ của một điểm, chưa, cao độ của một điểm nào đó. Rồi thứ tư là offset, offset thì nó offset khoảng cách rồi, chưa. Đó, đấy là cái thẻ from. Tiếp theo thẻ from này là direction một này, cái này nè, là đến đâu này, ở trên này là đùng từ đâu đúng không, chỗ này là đến đâu, muốn đùng đến đâu thì mình sẽ chọn những option trong này ha, chưa. Ở trên này thì bây giờ mình sẽ chọn về sketch plane cho mọi người đây, sketch plane nha. Rồi so quay trở lại cái direction một này, mọi người sổ mũi tên này xuống, mọi người sẽ thấy rất nhiều chế độ luôn. Tám cái à, nhất là blink, thứ hai là true on, thứ ba là up to nest, thứ tư là up to vertex, thứ năm là up to surface, thứ sáu là offset from surface, thứ bảy là up to body, và cuối cùng là mid plane. Đó, tám cái ha, thì mình sẽ đi từng loại như này cho mọi người luôn. Rồi blink này, đầu tiên là blink này, blink này á thì mình sẽ nhập vào cái giá trị chiều cao cho cái khối của mình, hay là chiều cao hay là chiều dài đó, nói chung là mình muốn nó đùng ra bao nhiêu thì mình nhập vào đây ha. Hiện tại nó đang là 94 này, mọi người thấy không, 94 mm này, thì mình sẽ nhập vào đây 50, enter, thì mọi người thấy cái khối màu vàng vàng này nó sẽ bị ngắn lại không, mọi người thấy không, nhỏ lại. Mình muốn tăng lên thì có thể là mọi người bấm cái nút này, hai nút này, tăng lên 60 là nó tăng lên này, 70 này, 80, 90 này, mọi người thấy chưa. Đó, đây là chế độ blink nha, blink, chưa. Rồi blink nó đơn giản thôi, blink là mình nhập số vào thôi. Tiếp theo blink sẽ là true on, true on nha, true on này là xuyên suốt này, xuyên suốt nghĩa là sao, cái này nó đùng từ cái mặt sketch plane nào nói ra rồi đến đâu, đến đến xuyên suốt luôn, có nghĩa là cái khối của mình nó sẽ được đùng đến cái mặt nào mà ngoài cùng của cái file đó. Thì hiện tại là đây, đây là một cái file của mình này, thì so với cái hướng này đi lên này ha, thì cái mặt trên cùng là cái mặt màu xanh lá này, đây mọi người thấy không, mặt màu xanh lá này, true on này, thì mới khi mà mình đùng lên á, nó sẽ có một khối nó đùng cao lên như thế này, và đến nó gặp cái mặt xanh lá này nó sẽ bị ngừng lại, đó là true on. Nếu mà trên này nó còn nữa thì nó sẽ lên nữa, được chưa, còn một cái khối nào nữa thì nó sẽ lên nữa, mà nó lên đến cái mặt nào mà trên cùng luôn đó, trên cùng ha. Rồi bây giờ muốn xuống dưới cùng thì mình sẽ đảo chiều nó lại đây nha, nãy giờ là đang lên nha, còn cái này này reverse direction, reverse trong solid là đảo chiều nha, mọi người chú ý nha, đây mình sẽ bấm vào nút này, rồi mọi người thấy gì không, đó, từ trên bây giờ nó đùng xuống, nó không có đùng lên nữa, đùng xuống ha, nó đùng xuống cái mặt dưới cùng này, đó là true on, được chưa, true on nha. Còn lúc nãy là blink nó còn có đảo chiều rồi nha, blink này nó cũng đã đảo chiều này, đó, lần xuống này. Đấy, đó là blink với true on nha. Tiếp theo sẽ là up to nest ha, cái này là hơi bị dễ nhầm này, mọi người phải phân biệt được là up to nest với up to surface ở đây nó khác nhau ở chỗ nào nha, khác nhau ở chỗ nào. Thì đây mình sẽ bắt đầu vào cái up to nest này, up to nest ha, up to nest là sao, up to nest là sao mọi người, đây ha, up to nest là mình sẽ không có sử dụng cái sketch plane nữa mà mình sẽ chọn là surface và mình chọn từ mặt này, cho muốn đúng từ mặt này nè, đúng mọi người, đúng từ mặt này nha. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ chọn chế độ là up to nest. Rồi, mọi người thấy gì không? Có màu vàng vàng của mình nó đùng lên
vừa đến cái mặt này luôn. Vừa đến cái mặt này luôn, nó cắt nó không đi sâu vào nữa. Nếu mà nó đi sâu vào trong này thì mình đã thấy một cái viên màu vàng vàng nào đó trong cái khối này rồi, nhưng mà nó không đi lên nữa. Rồi, nó không đi lên nữa nên mình chỉ thấy là nó cắt đến đoạn này thôi. Đó, anh biết mọi người biết là obtunate nó như thế nào chưa? Obtunate ở đây á là nó sẽ đùng lên theo cái hướng này. Đây là cái hướng đó nha. Theo hướng đến khi nào nó gặp được cái mặt đó, gặp được một cái mặt nào đó đầu tiên trên cái chỉ hướng của nó gặp mặt nào đó đầu tiên thì nó sẽ ngừng lại. Rồi, next là tiếp theo á, là từ cái mặt này nè, đùng lên đến cái mặt tiếp theo thì nó sẽ ngừng lại. Nó không đi được nữa. Đấy. Đúng không? Thì từ chỗ này đùng lên tại nó gặp chỗ này nó không có đi nữa này, nó ngừng lại này. Đó là up to next ha. Nếu như mọi người chọn cái trên này, mọi người chọn sketch plane này thì up to next bây giờ nó lên đây, nên nó bo cùng theo cái chỗ này. Rồi, đó là up to next đó. Tiếp theo up to next là up to vertex. Vertex này thì nó cũng tương tự thôi. Tương tự cái vertex lúc nãy thôi. Là cao độ ha. Đùng đến cái cao độ nào đó. Ví dụ như đỉnh đỉnh này. Rồi. Đây thì nó sẽ đùng đến cái đỉnh này, cao vị trí cao độ của đỉnh này. Không đi xe được nữa. Đó, không đi xe ha. Chỉ đến đây thôi là nó ngừng lại rồi. Chỗ này được không mọi người? Đó là up to vertex. Up to vertex ha. Đây, ở đây mình sẽ xóa cái vertex ở đây, mình sẽ cho cái vertex này. Thì nó sẽ đùng đến như này luôn. À, mình muốn cho ngược lại thì mình sẽ chọn trên này và nó đùng lên đến trên luôn. Miễn sao là nó đùng đến cái cao độ của cái điểm mà mình chọn á là ok ha. Được chưa? Đó là up to vertex. Tiếp theo sẽ là up to surface. Up to surface này là gì? Surface như lúc nãy mình nói này, surface là một cái mặt phẳng, một cái mặt nào đó không phải là mặt phẳng, mặt cong hoặc là mặt uốn lượn đó, đó là gọi là surface ha. Đây. Mặt phẳng cũng là một cái surface, nhưng mà surface thì chưa chắc là mặt phẳng. Rồi, surface nó là những cái mặt này, nói chung mặt là surface hết. Rồi, ở chế độ up to surface thì mình sẽ chọn một cái mặt nào đó để cho cái khối của mình nó sẽ đùng đến cái mặt đó. Nào, up to mà up to là đến đó, đến cái surface nào đó. Bây giờ mình muốn đùng đỡ cái mặt trụ này này thì mình chọn mặt trụ này được chưa, chọn vào thì nó sẽ đùng đỡ luôn. Đây mọi người thấy không, cái khối của mình nó bo cùng theo, nó bo cùng theo cái mặt này luôn này, cái mặt mình chọn luôn này. Rồi, nếu như cái mặt nào đó nó lòi lõm sao đó mà mình chọn up to surface thì nó cũng là đùng đến nó ha, đùng đến nó, đùng đến đến cái surface đó. Được chưa? Đấy. Rồi, ở đây mình sẽ có một ví dụ như thế này, mình không chọn sketch plane mà mình chọn đây, chọn này ha. Rồi cái up to surface này bây giờ mình không có chọn mặt trên nữa mà mình delete nó đi, delete đi ha. Rồi mình sẽ chọn mặt này thì mọi người thấy gì không, mình thấy gì không, khi mà mình chọn một cái mặt như thế này thì nó xéo vậy thôi. Bây giờ mình qua đây mình chọn mặt này được không, được không ha, tiếp vào này thì nó cũng được, nhưng mà bên này nó mất đi. Thì cái trường hợp này á, cái trường hợp mà up to surface này á, thì mình chỉ tiến hành mỗi lần mình chọn một mặt thôi, chứ không thể nào mà mình chọn hai mặt. Đây mọi người hiểu không, cái này mình không thể chọn hai mặt được ha, chứ không không giống như là up to net. Nếu như up to net lúc nãy này đó là nó sẽ lên, nó gặp cái mặt nào đầu tiên thì nó sẽ ngừng lại, tại vì cái đường tròn này này nó nằm hai phía so với cái đường trắng này của cái nó xanh này này, của không có xanh này này, nên là nó sẽ đùng đến hai phía. Còn ở đây mình chọn up to surface, mình chọn một mặt thì nó sẽ đùng theo một mặt này, đúng không? Xéo theo một mặt này, chọn mặt này đó thì nó đùng xéo theo mặt này. Rồi, mọi người phân biệt được cái up to net và up to surface không? Rồi, ok. Mạnh sao mạnh? Ok không mạnh? Nhưng mà nhớ phải phân biệt được nha. Up to net và up to surface. Rồi, tiếp theo. Offset from surface. Này cũng surface nữa, chắc những cái surface là chắc chắn mình sẽ chọn mặt rồi. Rồi, và offset này là sao? Offset này là nó sẽ cách cái mặt đó bao nhiêu. Ha, đây mình đang chọn này. Mình đang nó đang tích vào cái mặt này luôn này, đang bắt cái mặt này luôn. Có thể là mình sẽ xóa nó đi.
Delete đi ha. Rồi, bây giờ nó có kích thước offset cho mọi người này. Được không? Offset này bao nhiêu? Nhập vào. Đó. Mình muốn nè. Offset cái mặt này 10 ly. Thì đây có 10 ly đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn mặt. Đó. Rồi, bỏ không? Nó đùng lên từ dưới này nó đùng lên. Nhưng mà nó đùng là sao đó? Nó cách cái mặt dưới này là 10 ly. Nó không có đi lên được nữa. Được chưa? Mình cho là 5 ly này thì nó sẽ nhỏ lại, nó sẽ khoảng cách nó sẽ nhỏ lại. Mình cho là 10 ly là nó sẽ lớn lên đó, mọi người thấy chưa? Rồi mình có thể mình chọn mặt trụ này này đấy, thì nó cũng offset cho mọi người, nó cũng offset cho mọi người là 10 ly, mọi người thấy chưa? Muốn 5 ly nhập vào 5 ly đó, muốn 3 ly nhập vào 3 ly. Rồi thì offset này nó cũng có hai cái vị trí cho mình, thứ nhất là vào bên trong, thứ hai là ra bên ngoài. Thì cái giống như là này ứng dụng trong cái việc mà lắp chặt hay lắp lỏng đó, đó độ doi độ hở mọi người đúng không? Revert này, bấm revert offset này thì nó sẽ offset vào bên trong đó. Mọi người thấy cái đường màu vàng vàng này không, là cái khối của mình á, khối của mình nó sẽ đùng đến đây này đấy. Đây nha, revert này cho mọi người lên cho nó dễ thấy nè. Đó 10 nè, đã chiêu lại revert nó sẽ vào bên trong 10 cho. Đó là offset from surface nha. Rồi tiếp theo là up to body. Thì cái up to body này hiện tại là mọi người chưa có biết body, chưa biết body là gì, thì để những cái buổi hôm sau á, trong quá trình mình học á, mình sẽ phân tích, mình mọi người học làm bài tập rồi nhuần nhuyễn rồi, mình sẽ phân tích cái body là cái như là cái gì để cho mọi người biết ha, và mọi người biết cái up to body này nó sẽ như thế nào. Rồi cái này là bây giờ tạm thời mình bỏ qua nha. Đó. Rồi tiếp theo là mid plane. Mid mid plane nha. Rồi khi mình chọn mid plane mình nhập kích thước ở đây 100 đi, chẳng hạn 100. Đấy là mọi người thấy gì không? Là có phải là cái khối của mình á, nó được đun từ cái mặt con xanh này không? Thấy không? Mid plane này là chính giữa nha, chính giữa mặt đó. Thì khối màu xanh mình cái khối của mình nó sẽ đùng bắt đầu từ mặt này, và mid plane thì nó sẽ đùng về hai phía, mà hai phía này thì nó sẽ như nhau, giống như là nó đối xứng nhau qua cái mặt này vậy đó, mọi người hiểu không? Đó, nó đối xứng nhau ha. Khi mà mình nhập vào đây 100 thì từ cái mặt màu xanh này lên đến cái mặt đầu của khối này sẽ là 50, và từ mặt xanh này đi xuống đến cái mặt đế này của khối này cũng là 50 ha, là hai cái cộng lại là 100, chứ không phải là đi lên 100 và đi xuống 100. Mọi hiểu chỗ này không? Đấy là mid plane nha. Mid plane là chính giữa. Rồi. Đó là tất cả những cái option có trong cái thẻ direction 1 này. Mình muốn muốn vẽ cái option nào đó thì mình sẽ chọn vào đây ha. Nhưng mà thường thường là mình thấy pin nè, mid plane nè, true on nè là nhiều. Đấy. Chưa được sử dụng nhiều. Các cái option còn lại thì rất ít các bạn sử dụng à, rất ít các bạn sử dụng. Nhưng mà mình cũng phải nắm được hết ra, mình phải nắm được hết những option này để cho khi mà mình làm bài tập á, mình thấy cái bài tập nào nó sử dụng cái option nào phù hợp thì mình chọn nha, mình chọn cho nó đúng nha mọi người đó. Chứ không phải học học mà mình chỉ cần biết ba cái này, blend với true on với mid plane là không được ha, như thế là không được. Này ở đây mình đã dạy kỹ cho mọi người hết tất cả rồi thì mọi người phải áp dụng được nha. Đấy. Đây là cái direction 1 thôi. Đó là direction 1 thôi. Còn cái direction 2 nữa. Ha, direction 2. Đây mình sẽ không có chọn chế độ mid lane mà mình chọn chế độ là blend. Blend ha. Đấy, blend này. Thì mọi người chú ý, blend mình chọn nó là 50 thôi, 50 ở đây. Là cái khối của mình từ cái mặt này ha, từ đây, từ mặt này nó sẽ đùng lên phía trên này là 50, mọi người thấy không? À, rồi ở đây nó có thêm một cái direction 2, là hiện tại là cái khối mình nó đang đùng đi lên. Direction 2 là nó sẽ bị ngược lại so với cái direction 1, là cái giống mũi tên hai chiều này. Khi mà mình tít vào hiện tại nó chưa tít này, mọi người thấy không? Đây. Đây, hiện tại nó chưa có tít. Thì khi mà mình muốn direction 2 thì mình sẽ tích vào. Rồi, tích vào đây. Rồi mình nhập vào. Nó đang chọn lên này mình muốn kích thước bao nhiêu mình nhập vào. Cũng là 30.
Rồi, thì từ cái mặt con xanh lá này nó đùng xuống là 30, và từ mặt con xanh lá này nó đùng lên trên là 50, thì cả khối này cộng lại là 50 cộng 30 là bao nhiêu? 80 đúng không? Đấy. Và trong cái direction 2 này nó cũng tương tự như cái direction 1, nó cũng là through on này, up to nest này, up to vertex, up to surface, offset from surface và up to body. Đó, up to body ha. Rồi. Đấy là hai cái direction 1 và direction 2 nha. Còn nếu như nãy mình chọn mid plane này là nó đụng về hai phía rồi đúng không? Đụng hai phía rồi. Nên là nó đâu có đâu. Direction 2 mình tìm đâu thấy đâu. Không có ha, đây nè. Không, có team feature select contour đó chứ không phải nó không có direction 2. Khi nào mà mình chọn plane hoặc là các cái chế độ khác thì nó mới có nha. Nó mới có direction 2 và mình chọn vào. Cho. Đấy, rồi ở đây mọi người để cho mình này, đây mình thấy không, wrap on off này là mình thả cái gấp vào đây, thả cái mình bóp gấp lại, ví dụ như là ở dưới này đây mình cho phi là 50 thì ở trên mình phi 40 thì mình bóp lại bao nhiêu độ đó, bóp lại là mình tạo ra cái chi tiết côn á, đầu côn mũi côn á, muốn tạo gấp thì mình tích vào đây nha, tích vào ô này. Rồi hiện tại là mình bỏ cái direction 2 đi cho nó dễ chịu ha, mình sẽ tăng nó lên làm đây như đây ha, 120 đi. Rồi ở đây là cái draft này, gấp draft này mình đang là 1 độ, bây giờ mình sẽ cho nó lớn lên cho mọi người thấy là nó khác biệt ha, 2 độ, 3 độ, 4 độ, 5 độ, 6 độ, 7 độ đó, mọi người thấy không? Càng lên cao thì cái mũi của mình nó càng bóp lại này, đây mọi người thấy không, nó càng nhỏ lại cho đó, là bỏ gấp draft vào đây ha. Thì cái trường cái này á ứng dụng là cho những các bạn mà làm bên khuôn rồi á, khuôn nhựa á, gấp thoát khuôn á, tạo gấp thoát khuôn thì mình sẽ sử dụng cái này, wrap này, gấp wrap này, hoặc là vẽ vào những cái chi những cái sản phẩm nào mà nó có đầu côn như thế này, cái hình côn á thì mình sẽ sử dụng cái gấp này. Rồi còn wrap hour là gì, hour là gì, wrap hour ở đây á là nó sẽ đùng ra ngoài, nó sẽ cũng tạo gấp rác nhưng mà nó loe ra, càng đi lên là nó càng loe ra chứ nó không phải là bóp nhỏ lại, mọi hiểu không? Đó, đây là nó loe ra này, đây, nhìn theo hướng này mình thấy này, đấy, được chưa? Đó là loe ra ha, rác này, đó là gấp rác này, đó là bóp rồi. Rồi đến đây này, đến đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho mọi người cái body đi, cái body ha. Đây, bây giờ mình sẽ đây, body là gì mọi người biết không? Body mà là trong một cái file bạc này này, trong mỗi file bạc ha, mà mình vẽ những cái chi tiết nào mà nó rời rạc ra riêng như thế này, những cái khối giống như là những cái khối đi ha, những cái khối mà nó rời rạc với nhau đó, thì sẽ tạo ra thành một body, một khối như thế này gọi là một body. Được chưa? Thì sao mình biết là một body? Quay đây, solid body, đây mọi người thấy được không? Ta số 4 này, mình xóa mũi tên này xuống, xóa mũi tên này xuống, thì nó sẽ có ba bốn body này cho mình tích vào từng cái ha, tích vào cái này, tích vào cái nào thì cái đó nó sẽ sáng lên, cho, đây, đó, sáng lên này, sáng lên này, rồi sáng lên, như này được chưa mọi người? Đấy là body ha, những cái nào riêng lẻ là body, đó, nôm na là như thế ha, có thể nó không riêng lẻ, mình nhìn nó dính vào nhau nhưng mà nó vẫn là một body riêng, là trong trường hợp nào, là trong trường hợp nào ha. Thế đây này, khi mà mình vẽ đây này này, trên mặt này chọn sketch đi, và vẽ một cái đường tròn, một cái đường tròn này, rồi qua feature chọn insert box, insert box ha, đây được chưa, cho nó lên là 30, 30 nha, ok này. Thì đây khối nó ra như thế này, đó, khối này như thế này, và cái khối mình vừa tạo ra nó có màu xanh luôn, nó có màu xanh của khối dưới này luôn. Rồi và theo mọi người thì đây là bao nhiêu body, phải là 4 không? Đúng không? Tại vì hai khối này nó dính vào nhau mà, đúng không? Hai khối này dính vào nhau nên là tính là một, mặc dù nó là hai khối, một khối trụ và một khối này,
Nhưng mà nó dính vào nhau thì mình sẽ tính là một ha, một body cho đó là một body. Rồi bây giờ mình sẽ delete cái này để cho nó dễ đây, delete đi, mình đã cái sketch này nha, là sketch này mình qua insert, insert box đây ha, insert box đây mình cũng để 30 như thế này. Nhưng bây giờ mình bỏ cái mesh resort này đây, mesh resort ha, nãy giờ là mình đang chép vào cái dấu mesh resort này rồi, bây giờ mình bỏ đi nha, như này nha, bỏ đây nha. Rồi chọn ok đấy, mọi người thấy gì đâu, mọi người thấy gì không mọi người? Bây giờ cái khối này nó không còn là màu xanh nữa mà nó là một cái màu riêng luôn, nó cũng không giống cái màu trên, nó cũng không giống cái màu những cái màu phía dưới, nó là một cái màu riêng. Thì sao, mặc dù là nó hai khối này thì bây giờ nó cũng dính vào nhau ha, mình nhìn này mình thấy nó dính vào nhau nè, nhưng mà không phải, bây giờ nó là 5 body rồi chứ không phải là 4 body như lúc nãy nữa. Bằng chứng là đây, nhìn vào đây 5 body nè, một cái nè, hai cái nè, ba nè, bốn nè, và năm là cái cuối cùng mình vừa làm sẽ ra. Rồi cái này á, cái này nè, mesh resort này nè, là để mình tách, mình có muốn tách cái khối này ra riêng so với cái khối mà mình sử dụng cái sketch đó, mình vẽ sketch lên cái khối đó đó, khối gốc á, mình có muốn tách ra hay không ha, mình muốn để là hai body hay là một body thì mình sử dụng cái mesh resort này nha. Chỗ này mọi người hiểu không nha, cái phần body này mọi người hiểu không? Rồi ok đây nha, khi mình bỏ mesh vào này ok này thì nó sẽ gộp lại, còn tách mà không có chết cái mesh resort thì nó sẽ tạo ra hai body. Rồi thì đây là nãy giờ mình vẽ nè, nãy giờ mình vẽ thì nó chỉ có hai cái feature thôi, mỗi lần mình làm là một feature ha, mỗi lần mình làm là một feature đây đây, thì trong một feature mình có thể tạo ra nhiều body đó, trong một feature nha. Đây ví dụ như cái này thì mình delete nó đi này, này delete nó đi này, cái này được chưa? Đó thì mình đang ở cái feature này, chỉ có một cái feature thôi nhưng mà nó tạo ra bốn cái body này. Thì tại vì sao? Tại vì những sketch này nó bị riêng lẻ ra, nó không dính dáng gì với nhau hết. Đây mình edit sketch cho mọi người thấy, đấy, còn chấm tám đây, mỗi sketch nó riêng rẽ ra, mọi người thấy không, nó riêng rẽ ra hết, không có dính dáng gì nhau hết. Nên là khi mà mình tạo ra body, khi mà mình yêu chút nó lên thì những cái sketch này nó sẽ tạo ra những cái body riêng rẽ cho đó, là trong cái feature nó có thể là sinh ra nhiều body đó, nhưng có thể là trong feature nó chỉ sinh ra một body thôi. Đây mình cách là mình chọn mặt này rồi mình chọn cái vẽ đường tròn ở bên ngoài và feature insert box đó, insert box như này ha, ok đấy, mình cũng vừa tạo ra một body với một cái feature này đó. Cho chú ý chỗ này nha, phải phân biệt được là feature và body nha, trong một feature có thể có nhiều body đó. Rồi có thể là một cái feature sinh ra một body hoặc là một feature sinh ra nhiều body nha. Còn nếu như á mà mình đây delete ở đây rồi, bây giờ mình còn delete cái sketch này luôn, nó như đây ha, mình cái sketch này với một đường tròn đây này ha. Rồi quay feature chọn là insert box, insert box ha, rồi chọn là true on direction 2, cũng chọn là true on luôn, rồi true on này là một khối màu vàng nó xuyên suốt hết luôn này, từ dưới đít này, từ dưới đế này này, nó đùng lên trên cái nát, cái phần cái mặt trên cùng này luôn. Ok rồi mọi người thấy gì không, bây giờ khối này nó thay đổi màu luôn. Tại vì sao mọi người biết không? Tại vì bây giờ cái khối này nó là một feature, một body rồi, nó không còn là 5 body như lúc nãy nữa ha. Tại vì mình đang bật cái chế độ mesh resort này, đây mọi người thấy không, mesh resort này là gộp lại nè, đúng chưa? Đây thì bây giờ là một hai ba bốn năm, năm khối này nó gộp lại thành một hết rồi chứ nó không còn riêng lẻ nữa đó. Thì ở trong cái trường hợp này là hai feature
nhưng mà có thể là tạo ra chỉ có một cái body thôi. Đó, mọi người thấy không? Mọi người phải phân biệt được feature và body nha. Một feature có thể tạo ra được nhiều body, và nhiều cái feature lại có thể được tạo ra là một cái body. Rồi. Nếu như mình muốn tạo ra nhiều body thì mình bỏ mét đi, bỏ mét research. Ok, đây màu nào kệ, bây giờ nó là năm năm cái body này, mọi người thấy không? Đó, nhưng mà đây là chỗ này giống cái vị trí này nè, nó không có đường giao này, mọi người chú ý nha. Đây nè, những vị trí này nó không có đường giao nè, là tại vì nó là một cái body riêng lẻ. Đây, nó không có đường giao luôn, mọi thấy không? Đấy, chỗ khác biệt nha. Rồi nếu như mình chọn là Mesh Resort, Mesh Resort, ok. Đấy, thì là những cái vị trí giao này nó sẽ tạo ra cái đường giao, mọi người thấy không? Đây nè, đây nữa, được chưa? Rồi, mọi người có phân biệt được cái body và cái feature chưa? Phân biệt được chưa mọi người? Thì qua những cái phần sau á là anh sẽ biết. Anh sẽ biết là tại sao phải phân biệt body và tại sao phải phân biệt feature nha. Để cái bài này là nền tảng để cho những cái bài sau học á. Là tại vì lúc nãy nó có cái body á, nên là sẵn có tiền em nói luôn á. Đây, lúc nãy như mình không chọn mà mình chọn up to body. Và bây giờ mình muốn up đến cái body nào cũng được nè. Này một cái này, này một cái này, một cái này. Đó. Chọn cái nào cũng được. Đó, chọn cái này ha. Và chọn cái này. Đây, nếu mà chọn ở dưới thì mình delete cái trên. Rồi mình chọn cái body dưới. Đó, rồi không thích thì mình delete, mình chọn cái body dưới này. Cho. Thì nó sẽ up đến cái body này. Ok này. Đó. Và bây giờ coi như nó đi xuyên qua này luôn. Xuyên qua này luôn. Thì khối này và khối này nó gộp lại, nó gộp lại thành một khối rồi, một body rồi. Này là một body và này là một body. Đó. Rồi bây giờ đó là xong cái phần lý thuyết rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái bài tập mẫu cho mọi người ha. Làm bài tập mẫu cho mọi người. À, đây mình sẽ mở cái bài tập ra cho mọi người xem ha. Đây có 50 bài cho mọi người nha, 50 bài. Mỗi bài nó sẽ như thế này, nó sẽ có ba hình chiếu và một cái hình 3D cho mọi người xem. Và nhiệm vụ của mọi người là nhìn nhìn cái này để vẽ ra một cái khối này ha. Một khối như thế này. Rồi. Đó, nhìn vào vẽ ra. Đây. Tổng cộng là 50 bài nha. Đây mình kéo xuống là rất là nhiều này. Đến cái bài này là mọi người theo hồ làm bài tập luôn. Đó. Khỏi sợ hết hết bài tập ha. Này được chưa? Đó. Rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thứ tự cách làm một cái khối như thế này ha, cách vẽ ra một cái bài như thế này, một cái bài tập như thế này nha. Rồi. Trước tiên là mình nhìn vào cái hình đó, mình phải xác định được đâu là hình chiếu đứng, đâu là hình chiếu bàn và đâu là hình chiếu cạnh ha. Thì cái bố trí của cái đề này nó khác so với tiêu chuẩn Việt Nam. Lẽ ra là cái hình chiếu bàn nó phải nằm dưới này này, nhưng mà nó đưa lên trên này luôn. Đó, đưa lên trên này ha. Và cái góc chiếu nó cũng khác luôn, góc chiếu nó cũng khác. Thì mọi người chịu khó nhìn tới nha. Đây nó theo tiêu chuẩn nước ngoài rồi. Đây, đây sẽ là cái hình chiếu đứng của mình. Cái biên dạng của hình chiếu đứng là vậy. Chú ý nha, chú ý theo chuột mình này. Lên đây, xíu đây, qua, lên, qua đây, rồi đi cong này, qua, đi xuống, qua, xíu xuống và đi về vị trí mình đâu. Đấy, rồi chỗ này nó có một cái chữ C nữa là cái phần lôi ra này. Đó, mọi người thấy không? Lò ra như thế này. Đó, đây là một cái hình chiếu đứng này. Hình chiếu đứng là từ trước mình nhìn vào nè. Từ trước mình nhìn vào bên trong là hình chiếu đứng này. Rồi, hình chiếu bằng sao? Hình chiếu bằng là sẽ là từ trên xuống. Hình chiếu bằng là từ trên mình nhìn xuống nha. Ở đây là hình chiếu bằng này. Mọi người chối nè, từ trên phía trên này. Đây nha, từ phía trên này mình nhìn xuống này. Mình nhìn xuống này. Đó, nhìn xuống. Là mình sẽ thấy được cái hình chiếu này. Đó, hình chiếu này. Rồi còn hình chiếu cạnh. Hình chiếu cạnh là từ bên phải nhìn qua nha. Khác nha, khác với Việt Nam là từ bên trái nhìn qua. Cái này là từ bên phải nhìn qua. Nhìn qua từ bên này này. Từ đây này, nhìn qua xíu bên này. Đó, thì nó sẽ thấy gì nó để vị trí này. Cho mình phân tích trước, mình phải xác định được đâu là đứng, đâu là bàn, đâu là cạnh. Mình phân tích trước ha. Rồi, tiếp theo. Mình mới tiến hành mình chia một cái khối này ra này. Mình chia khối này ra làm nhiều cái khối nhỏ à,
thì mình chia ra để làm gì? Để mỗi cái khối nhỏ đó mình sẽ tiến hành mình thực hiện một cái feature, mình vẽ một lệnh đó, mọi người hiểu không? Đó, mình vẽ một lệnh. Thì cách chia mình sẽ chia làm sao cho nó dễ dàng nhất, nó thuận tiện với mình nhất. À, tùy mỗi bạn thôi, mỗi bạn làm sao mà chia cho nó phù hợp là được, mình không có bắt buộc mà mọi người phải chia theo cách của mình ha. Thì đối với cái bài này này mình có thể chia làm hai khối như thế này. Một khối á, là cái phần phần phía sau này ha, phần phía sau này này à, đến đây rồi, đây rồi, rồi bỏ cái phần chữ C này này, phần lồi tới, bỏ phần lồi tới đây này, trong cái hình chiếu bạn, hình chiếu cạnh nó là đây, hình chiếu bàn của nó là ở đây đó. Rồi bỏ phần này đây, đó là một cái khối này, khối này. Với cái khối này là mình sẽ vẽ một cái sketch và mình đùn khối lên, và cái sketch của mình nó sẽ có biên dạng như thế này, nhìn ở hình chiếu đứng đây, lên đây đi qua, lên qua rồi bỏ cùng ở đây, đi qua đi xuống, đi qua sẽ qua và đi về vị trí ban đầu. Rồi đó, đây cái biên dạng này, này rồi làm sao nữa? Thì sau khi có cái biên dạng này rồi mình đùn khối nó lên, mình đùn khối lên ha, đùn bao nhiêu, đùn bao nhiêu mọi người biết không? Mọi người đặt hình chiếu nha, đùn bao nhiêu, đây là cái cạnh này này đó, đùn bao nhiêu, 30 này đúng không, là đùn đến 30 tạo ra khối phía sau này này. Rồi có xong một khối rồi, khối tiếp nữa là mình sẽ tạo ra khối chữ C này, khối C này là bằng cách là mình vẽ ở đâu, vẽ ở đâu, có thể là mọi người vẽ từ cái mặt này đó, nè mặt này, hoặc có thể là mọi người vẽ từ cái mặt phía sau lưng, mặt phía sau lưng cũng được luôn, cả nào cũng được. Đây mọi người sẽ vẽ một cái chữ C này, cái biên dạng nó như thế này, này qua đây qua rồi đi về đây. Rồi rồi mọi người đùng lên nữa, đùng lên đâu, đùng lên kích thước bao nhiêu, kích thước á thì mọi người sẽ đặt ở đây, đây là 40 đúng không, mà cái khối phía sau là 30 rồi, thì cái phần trước này có phải là 10 không? Đó là mình sẽ đùng hai lần như thế và kết quả của mình nó sẽ ra được cái khối như thế này. Được chưa mọi người? Phân tích như thế nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm mẫu cho mọi người ha, làm mẫu một bài cho mọi người này. Rồi mọi người phải đến với cái môi trường 3D này, thì mọi người phải chọn đúng mặt phẳng nha. Chọn đúng mặt phẳng là như thế nào? Khi mà mọi người chọn đúng mặt phẳng á, thì mọi người vẽ cái khối của mình nó ra. À, sau khi mình vẽ xong cái khối này thì nó sẽ mình đưa về hướng nhìn isometric á, hướng nhìn 3D á, thì nó sẽ ra một cái hình như thế này. Đó. Còn nếu như mọi người vẽ mình sai mặt phẳng thì khi mà mình đưa về cái hướng nhìn isometric thì nó nằm nghiêng, nằm xéo, nằm úp, nằm ngửa đó. Nói chung là nó không giống như cái hình góc này của mình này, không giống như cái đề này. Đó là mình sai ha. Mình sai. À, sai về cái cách làm, cách chọn mặt. Ha. Rồi. Đấy, thì khi mà mình phân tích cái khối như thế thì mình cũng biết là mình vẽ cái sketch đó trên cái mặt nào nha. Trên mặt nào. Thì đây, mình sẽ tắt cái file này đi ha, file này giờ ok rồi, tắt đi. Mình sẽ tạo ra một cái file mới như thế này. Như này ha. Rồi. Khi mà mới vào file mới thì mọi người chọn này, lên này, top này, right này, mọi người thấy không? Có thể là mọi người bấm cho mình tổ hợp phím Ctrl 7 để đưa về cái hướng nhìn isometric. Đây, khi mọi người bấm Ctrl 7 thì nó hiện lên này, isometric này. Thấy không? Đó. Đây. Run. Top. Right. Đây là hướng nhìn isometric này. Rồi. Đó. Như thế này nha. Rồi bây giờ mình chọn mặt này, chọn mặt làm sao cho nó chính xác nha mọi người. Đây bấm cần cho bẻ một lần nữa ha. Bây giờ mình vẽ gì đầu tiên, có phải là mình vẽ cái biên dạng phía sau này không? Đấy thì theo mọi người là cái biên dạng này bây giờ mình vẽ cho cái mặt nào, cái mặt nào ha, ba mặt front top ra thì mình vẽ cho mặt nào? Rồi trí là cho là mặt front, còn các bạn còn lại sao? Rồi Mạnh là mặt front đúng không, anh Thành thì sao? Mặt front. Rồi chỉ có mình anh Khanh là mặt right thôi. Thì bây giờ á
mình sẽ vẽ theo cái ý kiến của anh Khanh thử ha. Vẽ theo anh Thanh đi. Rồi ba bốn mặt này là chung rồi, mình sẽ vẽ thêm một cái ý kiến ngược lại. Là mặt right. Đây, là mặt right ha, là sketch. Đó. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình vẽ này. Mình vẽ cái biên dạng của nó này. Đây đúng không? Đây là biên dạng đối xứng thì mình sẽ vẽ một nửa rồi mình đối xứng nó qua. Được. Trước tiên là mình vẽ cái trục này trước ạ. Rồi cái kích thước luôn, 40 luôn. Luôn. Rồi, tiếp tục chọn lệnh line. Đó, như này ha. Rồi ràng buộc cho tâm này với cái điểm này giao với nhau. Đấy, kích thước này, bây giờ có thể là mình mirror qua rồi mình ghi kích thước tại vì cái hình này nó đơn giản này. Nên là mình mirror nó qua. Rồi mình mới ghi kích thước cho nó dễ. Chiều dài 80. 80 nha. Đấy. Rồi, tiếp tục, góc này 45, chỗ cạnh này là 50. Góc này là 45 nè mọi người. Từ 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 từ, mọi người đợi mình xí ha. 45. Rồi, cạnh này chiếu theo phương ngang là 10. 10 này. Đấy. Rồi, mọi người zoom chỗ này lên này, chỗ này nó hơi bị bóp nhỏ lại một xíu này. Thì mọi người kéo nó dài ra cho mình. Kéo nó rộng ra cho mình để mình dễ nhìn đó. Chỗ này nha. Rồi, sao nữa? Còn gì nữa không? Chỗ này là 40 nè mọi người thấy không? 40. Rồi. Thì mình sẽ cho là 40. Đây qua cạnh này là 40. Đó. Đó, rồi. Cung này là R10. Nào vào R10. Đây. Thì sau khi mình vẽ nó đen hết như thế này, fully defined rồi. Mình tiến hành mình qua feature mình chọn Edit Boss. Sẽ có ha. Rồi, mọi người thấy gì không? Mọi người thấy cái hướng của nó chưa? Rồi, mình cứ làm đi. Đúng là 30 đúng không? Để mình phân tích rồi nè, 30. Nhập vào là 30. Đó. Rồi mình thấy cái khối của mình bây giờ nó có bị khác so với cái khối này không? Nó bị ngược đúng không? Ok nè. Đấy, mình bấm chọn cho 7 này. Rồi rồi, nó bị ngược này. Lẽ ra khối mình nó sẽ nằm phía bên này. Phía này mà cái khối này nó nằm phía bên đây. Là đây là sai mặt phẳng này. Đó, mọi người thấy chưa? Right là mặt sai này ha. Mặt front mới đúng. Rồi. Mặt front mới đúng. Thì đây mình sẽ xóa đây mình vẽ lại thôi. Xóa đi vẽ lại. Nó sẽ có công cụ để mọi người sửa nhưng mà cái này cái edit sketch lên này có thể sửa nhưng mà nó không chính xác đâu. Nên là mình sẽ không hướng dẫn cho mọi người. Đây, chọn lại mặt front nha. Vẽ nhanh luôn cho mọi người. Mình vừa vẽ xong cái sketch khối đầu tiên ha, và feature Edit Boss. Rồi đây mình mới thấy là ok này, mình thấy đúng này, cũng 30 luôn, ok được chưa? Đây, rồi mình bấm cần chọn 7 trên bàn phím, cần chọn 7 trên bàn phím ha. Như này ha, mọi người thấy chưa? Giống rồi này, giống rồi đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ vẽ khối thứ hai.
Vậy khối thứ hai ha, khối thứ hai là khối chữ xe này. Thì khối chữ xe này thì mọi người sẽ thấy là nó đùng từ cái mặt này đúng không? Đây. Từ mặt này, mặt này. Là mặt này nè mọi người. Nó sẽ đùng đi lên. Thì mình sẽ chọn mặt này và chọn sketch. Rồi, bấm cần chọn 8, đưa về hướng nhìn vuông góc. Mình sẽ vẽ hai đường tròn như thế này. Đó, cho. Mình sẽ hai đường tròn như thế này rồi, đường tròn này á. Đường tròn này thì mình sẽ ghi kích thước, lúc này mình chưa có lấy điểm. Đây. Mình sẽ trim bỏ đi trước ạ. À. Trim bỏ này. Rồi, ok chưa? Đây. Cho. Qua feature, insert box. Rồi, kích thước 10. 10 ha. Đấy, ok. Như này. Rồi mình bấm vào trên 7, trên bàn phím, đưa về hướng nhìn isometric. Mình so sánh thử là có giống như cái đề chưa? Đây. Đây là khối mình vẽ và đây là cái đề. Mình thấy ok đúng không? Có khác gì không? Đấy, là mình hoàn thành xong một bài à, bài số 1. Đấy, rồi bây giờ mình xóa cái này đi ha, mình xóa cái này đi. Rồi, xóa cái sketch này luôn nha. Đấy, rồi. Lúc nãy là cái bước thứ hai là mình sẽ vẽ trên cái mặt này đúng không? Sketch này. Rồi, cần chấm 8 này. Mình sẽ vẽ cái biên dạng này, từ đây qua đây. Rồi ba cung này về đây và mỗi cung nữa về đây đúng không? Nhưng nãy mình vẽ từng cái á, rồi mình trim đi, mình thấy nó lâu không? Ở đây á, cái đường này, đoạn này đã có, cung này cũng đã có, cái đoạn này cũng đã có luôn rồi, thì mình phải tận dụng lại, mình không cần phải vẽ lại nữa, mà mình chỉ cần là convert thôi. Đây, bây giờ mới đến cái lệnh convert entity trong môi trường 2D. Rồi, hôm trước mình đã hứa với mọi người là qua 3D mình sẽ nói á, thì hôm nay mình nói luôn ha. Thì cái lệnh này á nó sẽ cho phép mình convert lấy lại cái biên dạng này mà không cần phải vẽ đây, lấy lại y chang luôn, không cần phải vẽ ha. Đây là khi mình đang chọn mặt phẳng mình vẽ ra rồi này, mọi người thấy hai cái nút này không? Đó, hai nút này này nó có này, là đang trong môi trường sketch đó, thì mình chỉ cần là tích chuột chọn cạnh, nhớ là chọn cho nó sáng lên màu xanh này nha. Rồi, nhấn giữ Ctrl, chọn nhiều đối tượng là phải nhấn giữ Ctrl nha, chọn đó, chọn cung này và chọn cạnh này, được chưa? Rồi thả Ctrl ra như này nha. Sau đó mọi người sẽ bấm là convert entity. Đây mọi người thấy không, chỗ này nè nó có một cái đường đen đen tại vì nó hơi khó nhìn một tí, nhưng mà làm sao mọi người chú ý cho mình là được ha. Rồi sau khi mình convert thì mọi người sẽ thấy có một cái ràng buộc này. Đây, có một ràng buộc này, mọi người thấy không? Ràng buộc này là gì? Ràng buộc này đây. Này là cái ràng buộc của convert này. Mỗi lần mình convert là nó sẽ ra ràng buộc như thế này. Hình lập phương. Đấy là chứng tỏ mình đã ràng buộc rồi. À, mình đã convert đó. Mình convert ha. Rồi còn mỗi cung lớn thì mình phải vẽ thôi. Vẽ thì mình có thể chọn cái loại cung này. Rồi chọn là cái tâm. Chọn lên này. Ha. Tâm là nó sẽ nằm lên này. Đây này. Đó là mình đưa chuột. Mình đưa vào. Đưa chuột vào cái cung này nè, cho nó sáng lên màu cam thì nó sẽ bắt tâm này. Đó, được chưa? Rồi kéo từ điểm này. Kéo qua đến điểm này. Đen lại này, đúng không? Rồi qua feature chọn là insert spot. Đây. Được chưa? Được chưa mọi người? Ok nha. Đấy. Đó là convert nha mọi người. Convert là lấy lại cái biên dạng đã có sẵn ở hôm trước. Cái này nó cũng rất là tiện nha. Rồi cái bài số 1 này thì mọi người hiểu không? Quan trọng là mình phải chọn đúng mặt phẳng nha. À, anh Khanh hỏi là trong trường hợp mà mình chọn sai mặt phẳng đó thì mình có thể là đổi mặt phẳng nhưng mà mình giữ lại sketch đó hả? Được. À, có thể được nhưng mà cái này là tùy hứng của Solid nha. Chứ không, nó không có theo ý mình. Đúng rồi, được nhưng mà không chính xác. Đây đây, mình sẽ làm thử cho mọi người ha. À, mình sẽ xóa cái feature này đi. À, mình xóa cái sketch này đi ha. Đây, lúc nãy là mình đang vẽ cái sketch này trên cái mặt front đúng không? Này, trên mặt front này. Rồi bây giờ mình có thể đổi qua mặt right được ha. Đổi mặt right được bằng cách là mọi người sẽ
tích vào cái sketch này này. Rồi mọi người chọn là edit, edit sketch plan. Edit sketch plan ha, đây. Rồi, bây giờ mọi người sẽ chọn, đây là mặt front là lúc nãy mình chọn này. Bây giờ mọi người sẽ xóa này đi. Tích chuột phải và chọn delete nha. Xóa đi. Rồi, xóa mũi tên này xuống này. Đây, mũi tên này xuống. Rồi mình chọn mặt phẳng khác. Được, mặt right này. Muốn đổi mặt right thì chọn mặt right. Rồi, sau khi mình chọn mặt right thì mới ok. Đó, thì khối mình nó thay đổi này. Thay đổi theo hướng này. Nhưng mà cái này á, mình không khuyến khích mọi người xài nha. Mình phải xác định đúng mặt phẳng trước. Tại vì cái này nó cũng vô chừng lắm. Nhiều khi mình làm nó không có theo ý mình. Rồi, đây, mình đang ở mặt right đi ha. Bây giờ mình đổi lại mặt front thử là nó có đúng như lúc nãy hay không nha. Đó. Nhiều khi nó không đúng nha mọi người, chứ không phải là lúc nào nó không đúng đâu. Đây trường hợp này là đúng này. Thì mình hướng dẫn thêm cho mọi người cái chỗ này thôi. Được chưa? Mọi người nếu mà có ai muốn thì làm thử, nhiều khi nó sẽ không đúng, còn có lúc thì nó đúng nha. Chứ không phải là đúng 100% theo ý của mình nha mọi người. Rồi, chỗ này mọi người có theo kịp không? Hay là mình nói lại. Nhớ là edit sketch plan nha. Chứ không phải là edit sketch. Cũng không phải là edit feature. Nhưng mà cái trường hợp này á nó cũng không có hay, là tại vì hiện tại mình đang làm có một cái feature thôi. Một feature ha. Nếu như mình làm nhiều feature á thì khi mà mình thay đổi nó, những cái kia nó sẽ báo lỗi ngay luôn. Đó, nó báo lỗi rất là nhiều nên là mọi người sửa lại lại mấy cái lỗi đó là rất là lâu luôn. Nên là mình bắt buộc mọi người là phải chọn đúng cái mặt phẳng trước khi mà mình xác định mình vẽ. Cách xác định chính xác mặt phẳng thì anh xác định trước thôi. Đây, đầu tiên vẽ thì do chọn đúng mặt phẳng là được rồi. Top right. Đưa về isometric là chọn đúng thôi. Nên là top right này anh vẽ khối nào bài tập ở đây. Đây này, bài tập ở đây anh nhìn vào đó. Thì anh xác định được thôi. Cái này mình tự xác định được mà. Rồi. Bây giờ mọi người làm cho mình bài số 4 nha. Bài số 4 nha mọi người. Đây. Mọi người làm thử bài số 4 cho mình nha. Đây nha. Đây giờ lại cái bài này này. À, cách của các bạn làm là đùng cái khối phía sau này này. Đùng khối phía sau này, đây. Mình dạng này. Đùng lên trước xong rồi đùng cái phần phía trước này nữa là hai khối ha. Nhưng mà ở đây có những cái lớp trước có một số bạn là làm cách này này, các bạn đùng cái tấm đế này nè, cái đế hình chữ nhật này nè, đùng từ cái mặt đáy đùng lên trước xong rồi các bạn mới làm là cái này, đây chỗ này các bạn làm chỗ này rồi các bạn đùng nó ra, đúng ra từ trong quá trình thực hiện á các bạn bị lỗi. Thì lỗi tại sao đâu, mình làm rồi mình hỏi cho các bạn ha, có ai bị cái chỗ này không? À ok, có anh Thạnh là bị vướng chỗ này này đúng không? Đó, rồi bây giờ mình sẽ giải đáp cho mọi người nha. Là cái bài này thì mình xóa nha. Đây ha, thì đầu tiên mình làm cái khối đế này, là cái hình chữ nhật là mình nhìn ra cái hình chữ bàn của nó này, hình chữ nhật 60 40 được chưa? 60 này, 40 này. Đó. Rồi trên mặt top nha. Đế là trên mặt top đó, để một cái hình chữ nhật như thế này lấy tầm luôn đấy, 60 40 ghi vào 40 này rồi 60 này nghe được chưa. Rồi qua feature chọn là e-chart, e-chart box này ha, kích thước đi lên bao nhiêu đây, nhìn chỗ này nha, 10 này rồi nhập vào 10 đây, 10 có sẵn rồi, ok đấy, cái này được chưa. Rồi bây giờ mình mới tiến hành mình vẽ trên này, mình vẽ phiên dạng trên này này là đây này, đây này mọi người, đây này nha. Đó, bây giờ này rồi qua đây, còn phần dưới này đế là mình không vẽ nữa rồi. Nhưng mà mình vẽ cái sketch này ở đâu, có phải là mình vẽ mặt phía sau này không, phía sau này này, phía sau lưng này đây này, là mình đùng tới phía trước đúng không, là phía sau này này mọi người, đây này phải vậy không, là mình sẽ chọn mặt này ha, chọn sketch và mình bấm cần chọn 8. Cần chọn 8 này là nó sẽ quay về cái hướng nhìn vuông góc với cái mặt phẳng mình đang chọn ha. Nếu như mình để cái hướng này mình vẽ cái biên dạng này đấy, thì cái màn hình của mình nó sẽ bị ngược ha, tại vì cái này là đang từ trước nhìn ra mà vẽ như này là từ sau nhìn tới, nên là có một cách đó là mọi người phải vẽ ngược lại nhìn cái hình này và vẽ ngược lại ha. Cách thứ hai là mọi người bấm còn chọn 8 một lần nữa.
để cho nó xoay theo cái hướng là từ trước ra rồi, từ trước ra rồi bây giờ mình vẽ đúng như cái biên dạng này này rồi. Đó. Theo trường hợp này là phải cần trong 825 cho mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ nha, vẽ này trong line từ đây đi lên đây rồi một cung đó, rồi quay đây rồi đi xuống đây rồi đi về lại đây rồi đoạn thẳng này thẳng đứng luôn đó. Cái này fillet R10, fillet R10 này có thể là nó sẽ không cho tại vì nó fillet chỗ này nó mất luôn, nó bị mất luôn cái cạnh á, cái này nó fillet R10 fillet tới đây luôn rồi ngay chỗ đỉnh này rồi, có thể là nó không cho. Nhưng mà đã tới ha, mình sẽ thực hiện này đây 20 vào tiếp tục bán kính này là phi 40 à phi 20 chứ, rồi thêm một cái đường tròn nữa là phi 20, phi 20 nha, đây được chưa đó. Rồi chỗ này mình tập hiện fillet đi, chỗ nào nó fillet không được thì mình làm cách khác, đây nó không cho fillet, nó cho fillet thôi mình vẽ đường tròn. Rồi này tiếp tuyến đó, đây tiếp tuyến rồi, rồi tâm này nằm trên đường này đấy, rồi mình sẽ trim đỏ này, trim đi trim trim rồi chỗ này chỗ này đó như này nha mọi người. Rồi rồi cái biên dạng này này mọi người thấy không, thấy biên dạng này rồi. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đùng nha, đùng ha. Rồi và feature chọn là insert, insert box. Mọi người thấy gì không? Lẽ ra nếu như mình vẽ một cái sketch sống như thế này, mình đùng nó lên thì tự động nó sẽ sinh ra một khối màu vàng luôn. Nhưng mà bây giờ nó không có sinh ra luôn. Nó không sinh ra luôn ha. Thì ở đây nó bắt vào cái ô select contour này. Select contour thì mình chọn vào cái ô màu đỏ, đỏ này. Cái viền ngon này để cho nó đùng phần phần cái phần màu đỏ này, còn phần trong này mình bỏ ha. Tại phần trong mình đục mà đúng không, mũi tên đi ra mình đảo chiều nó lại đi vào đây chưa, kích thước bao nhiêu, kích thước bao nhiêu mọi người, có phải là 20 không đây nè, à 20 không, mình sẽ nhập vào 20 ha, 20 enter rồi nó cũng không sinh ra khối màu vàng thì sao vậy, ok thử được hay không nha, ok nha, đây báo lỗi, báo lỗi. Mọi người biết tại sao nó báo lỗi không? Trong này có ai biết tại sao nó báo lỗi không? Không phải là hai khối bị chồng lên nhau. À không phải là, đúng rồi, không phải là hai khối bị chồng lên nhau đâu. Cái này á, à, cái lúc nãy là hai. Bây giờ Trí muốn nói là cái trong cái sketch này nó có hai cái phần chồng lên nhau như này hả? Hả Trí? Đây này không phải nha, không phải theo Trí nói đâu. Theo anh Thạnh nói này, anh Thạnh nói đúng này, đường tròn tiếp xúc với đường thẳng này, lý do là lý do này này là do đường tròn tiếp xúc với đường thẳng. Thì tại vì sao đây mình giải thích luôn nha, đây tắt cái sketch này đi. Rồi mọi người quay lại sketch này ha, mọi người thấy không, đây tại cái vị trí này nè, ngay tại vị trí này nha, là cái đường tròn này nó đang tiếp xúc với cái đường thẳng này chưa, là tiếp xúc với đường thẳng này mọi người thấy không đó, mà tại ngay vị trí này là vị trí một vị trí đặc biệt, một vị trí nhạy cảm này đó, khi mà nó tiếp tuyến như thế này này, tiếp tuyến này vị trí này thì solid nó sẽ không có xác định được là cái độ dày của cái khối đó ngay cái vị trí này này, độ dày là bao nhiêu đúng không, nó không có xác định được là dày bao nhiêu hết, nên là nó sẽ không có cho mình tạo ra cái khối đó tiếp tuyến, mà nó đâu biết là dày không hay là dày một ly hay là dày bao nhiêu nữa đúng không, không có độ dày thì nó sẽ không cho mình tạo. Rồi cách để mọi người khắc phục thì mọi người sẽ có thể là mọi người sẽ xóa cái cạnh này đi, đây xóa cạnh này đi rồi mọi người vẽ thêm vào, hoặc là mọi người là vẽ làm sao đó để cho cái cạnh này nó xuống đây luôn, nó xuống đây luôn ha. Rồi mình sẽ vẽ thêm một cạnh nữa
kiểu như là mình bao cái phần đế này luôn, tránh cái vị trí tiếp xúc của nó, mọi hiểu không? Đây bây giờ nó không còn là cái đường thẳng ở đây nữa, mà là nó bao xuống dưới này luôn, rồi đây nè, rồi cái chỗ này nó xanh là tại vì lúc nãy mình ràng buộc vô cái đường thẳng mà bây giờ nó bị xóa đi rồi, thì mình sẽ ghi kích thước là 10, R10 là ok thôi, như thế này được chưa? Đó, cái biên dạng bây giờ là về nha, về nha, xuống này chứ không phải là đường thẳng này nữa. Bây giờ mình qua feature, mình đi chatbot, đó, mọi người thấy chưa? Nó sinh ra rồi này. Rồi mình đảo chiều nó lại, đảo chiều lại là 20, như này, ok, bình thường, không có lỗi gì hết. Rồi, thì tại vì cái khối mình tạo ra này, nó không có cái vị trí tiếp tiến này, nó không có vị trí đặc biệt, mà cái khối mình tạo ra nó có chồng lên cái khối ở trước đây thì nó cũng không sao hết, được chưa? Nó không sao hết, nó chồng lên là coi như là hai cái nó chồng là một thôi, nó không có phải là nó nhân đôi khối lượng hay là sao hết, ra nó không ảnh hưởng gì hết. Đấy, cái vị trí này gọi là cái vị trí đặc biệt này, khi mà mình đùng khối lên mà nó tiếp tuyến á thì nó sẽ cái vị trí này, nó tiếp tuyến này nó sẽ không có xác định được là cái độ dày của nó, độ dày ngay kẹo tại cái vị trí tiếp tuyến này là bao nhiêu để cho nó đùng. Đấy là cái phần insert bot ha. Đây insert cách nữa này, mình chọn mặt này ha, à insert cách mình chưa học ha, thì cái này mọi người hiểu chưa ta, mình có cần phải giải thích thêm không? Lẽ ra nó có một cái ví dụ ở cái phần insert cách nữa là mọi người sẽ hiểu rõ hơn ha. Thì để mình nói về cái phần insert cách một tí cho mọi người dễ hiểu này. Đây nha, chưa học nhưng mà để mình nói trước một tí. Ví dụ như trên mặt này ha, mình chọn sketch chọn 8 này. Đấy, ở đây mình sẽ vẽ một cái đường tròn, một cái đường tròn ha, đây nha, một cái đường tròn như thế này. Rồi mình ràng buộc tiếp tuyến ngay vị trí này tiếp tuyến. Rồi bây giờ mình sẽ qua feature, mình chọn là insert, insert cách này, cách này. À, lẽ ra là hôm sau mình mới học cái này nha, nhưng mà có một cái ví dụ này thì thôi để mình nói luôn ha. Đó, cái này là nó cũng sinh ra khối màu vàng này, trường hợp này sinh ra khối màu vàng. Rồi mình ok, báo lỗi này, zero thích nhật này, là nó không có xác định được là tại cái vị trí tiếp tuyến này là nó có bị rách cái chi tiết này ra hay không, hoặc là nó tạo ra cái độ dày bao nhiêu, tiếp tuyến mà nó không hiểu. À, có thể là mọi người sẽ cho cái độ dày của nó, à, cho không phải là tiếp tuyến này, không phải tiếp tuyến ha, nhưng không phải tiếp tuyến nhưng mà nó kiểu như là nó cách vào một đoạn là không phẩy, một đoạn nhỏ đi chẳng hạn, một đoạn nhỏ xíu như thế này. Đấy, rồi mình qua feature mình chọn là insert cut, ok thì nó cho phép, nó nhỏ thì nó cho phép tại vì nhỏ nhưng mà nó vẫn có cái độ dày như thế này đó, nó không có rách ra, nó không có rách cái phần cái mặt này. Đấy, hoặc có thể là mình chọn nó rách luôn thì mình cũng cho là một tí xíu thôi, à, một độ nhỏ thôi, nhưng càng lớn là mình kéo ra cái nó một xíu như thế này thôi đó. Rồi mình ok, thì trường hợp này là nó rách này, thấy chưa? Đó thì hai trường hợp này là được, còn cái trường hợp mà tiếp tuyến thì không được, mình hiểu chưa? Hiểu chỗ này không? Nên là cái vị trí mà tiếp tuyến như thế này này là một cái vị trí đặc biệt nha, là khi mà vẽ mọi người phải chú ý chỗ này cho mình đó, đừng có để phải mắc mắc phải nha. Hôm nay cái bài tập là mình đã hướng dẫn cho mọi người rồi đó. Rồi những bạn khác là đã ok chưa? Ok xong cái vấn đề này thì mình nghỉ nha đó. Hôm sau mình tiếp tục học những option còn lại, cái lệnh insert bot chưa hết nha, còn đó hôm sau mình sẽ học tiếp. À, chú ý cho mình mấy cái bài này nha, đây mọi người theo dõi nè. Mọi người đánh dấu cho mình bài số 9. Bài số 9 ha. Đấy. Rồi. 13. 14. 16. 24. Ha, 9, 13, 14. 16, 24. Đây, mình ghi vào cho nó nhớ này. 9 này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ghi vậy đó. Về nhà làm những cái bài kia và phải làm cho mình 5 cái bài này nha, 5 cái bài này, chừng nào mà làm không được nữa
hôm sau lên mình sẽ giải nha, chứ chứ không phải là về nhà rồi mình nói năm bài này xong về nhà bỏ luôn, hôm sau mình lên giải là không được nha. Rồi anh Khanh về thử sức với năm bài này nha, nếu mà anh làm được năm bài này là ok rồi đó. Rồi ý là mình kêu mọi người chú ý năm bài này thôi, còn mấy bài kia là mình làm hết nha. Đó, những bài này cũng đơn giản thôi mà, đùn khối này nọ, chủ yếu là mình xác định được cái mặt phẳng để mình đùn thôi, hoặc là mình chia được khối là ok rồi. Được chưa mọi người, có ai có thắc mắc gì nữa không? Hôm sau là thời gian nhiều là mình sẽ dành cho mọi người sửa bài tập đó, cho mọi người làm bài tập. Đúng rồi anh, chỉ sử dụng cái lệnh e-chatbot thôi, nhưng mà trong này này nó cũng có một số bài là không có sử dụng lệnh e-chatbot được ha, nên là nếu mà bài nào làm không được á thì hôm sau mình học e-chatbot rồi mình làm tiếp tục nha. Đó, nhưng mà mọi người cố gắng làm, mình suy nghĩ làm sao đó mình sử dụng tất cả những cái option mà em đã hướng dẫn trong cái lệnh e-chatbot đó để mà vận dụng hết vào trong cái bài tập này nha. Khi nào mà cần thiết lắm thì mới sử dụng cái chết cách nha. Được không? Rồi, ok. Rồi, mọi người có thể nghỉ ở đây nha. Bye bye mọi người.